Chiều nay, Quốc hội khóa 15 tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với 475 trên 475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn. Ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết, đồng chí Trần Thanh Mẫn tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức. Tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng Quốc hội, tập thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao, nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ, dù ở vị trí công tác nào, cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền và lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức của đất nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc nêu cao gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống, bản thân và gia đình, đồng thời xác định phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sĩ, trí thức, bạn bè quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau đây, Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày sinh 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, dân tộc Kinh. Ngày vào Đảng 25 tháng 8 năm 1982, chuyên môn nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, học vị, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cử nhân chính trị. Chức vụ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác, từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 9 năm 1980, cán bộ Ban Trường học huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 12 năm 1982, Chánh Văn phòng huyện Đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, rồi Ủy viên Ban Thường vụ huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 12 năm 1987, Phó Bí thư Thường trực huyện Đoàn, rồi huyện Ủy viên, Bí thư huyện Đoàn Châu Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 6 năm 1994, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4, học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003, tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 12 năm 2010, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị thành phố Cần Thơ. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị Trung ương 7 khóa 12, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14, được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Tháng 5 năm 2024, tại hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Thay mặt Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ về đánh giá bổ sung kết quả năm 2023, tốc độ tăng GDP đạt 5,05%. Tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 đạt 5,66%. Trong 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước đạt 43,1% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,46% kế hoạch, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.
Tính đến hết năm 2023, đã giành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức. Đó là sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao, nhất là trong kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng còn thấp. Giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng chưa đạt yêu cầu. Tiến độ một số dự án cao tốc, giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng còn chậm. Phó Thủ tướng đã nêu 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp triển khai trong thời gian tới, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chấn chỉnh và hướng tới chấm dứt tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương. Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung thực hiện hiệu quả thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 dù cải thiện nhưng chưa quay lại quỹ đạo cần thiết, chưa đủ để tạo ra những bước đột phá cho phát triển bền vững và chưa thể giúp nước ta thoát khỏi nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 86.400 doanh nghiệp, cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 81.300 doanh nghiệp. Đáng chú ý, thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn, nhất là về quy trình, thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, xuất hiện tình trạng lách luật để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội. Tăng cường năng lực nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, tỷ giá, không để xảy ra các cú sốc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án công trình trọng điểm quốc gia, rà soát và có giải pháp hiệu quả để thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư. Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ thực hành tiết kiệm, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, một số đại biểu băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng năm 2024, cũng như đưa ra các đề xuất giải pháp Chính phủ cần thực hiện thời gian tới. Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu chúng ta xây dựng là rất có cơ sở, nhưng cái biến động, đặc biệt là khách quan của thế giới, đúng là nhiều khi là mình cũng chưa lường hết được. Thế cho nên là với cái mục tiêu tăng trưởng thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp khó nếu không có những cái bước bứt phá, giải pháp mang tính chất đột biến thì sẽ khó. Nếu chúng ta thực sự nỗ lực tiếp tục duy trì cái tác nhân về đầu tư công, chúng ta tiếp tục khơi thông các yếu tố về môi trường kinh doanh để giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được các cái xu thế phục hồi kinh tế thế giới và đặc biệt là thúc đẩy cái xuất khẩu. Chúng ta cũng khơi thông các cái ràng buộc để cho các doanh nghiệp tiếp tục nhận được những các cái hỗ trợ, như là chúng ta tiếp tục giảm các cái giảm cái thuế VAT 2%, vẫn duy trì được cái lãi suất ngân hàng ở một cái mức thấp để cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, thì tôi cho rằng chúng ta vẫn có thể đạt được cái kỳ vọng khoảng từ 6 hoặc là đến 6,5%. Năm 2024 này là một năm rất đặc biệt, năm tăng tốc để chúng ta về đích thực hiện thắng lợi mọi cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của cái nhiệm kỳ này. Vậy thì 6 tháng đầu năm 2024 là 6 tháng tạo đà rất quan trọng. Cái năm 2024 chúng ta có hoàn thành tốt hay không thì nó có đóng góp rất lớn trong cái việc chúng ta hoàn thành chỉ tiêu của cả một nhiệm kỳ. Vậy thì 6 tháng đầu năm chúng ta có hoàn thành tốt hay không thì nó lại tạo cái đà để chúng ta hoàn thành tiếp cái chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Cho nên tôi cho rằng cái kỳ họp này là kỳ họp vô cùng quan trọng để chúng ta xem xét các báo cáo quan trọng. Và điều quan trọng nữa đấy chính là cái việc chúng ta nhìn nhận lại những cái hạn chế, khó khăn, vướng mắc để chúng ta đề ra cái hệ thống giải pháp làm sao chúng ta kịp thời tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc đó.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều nay tại nhà Quốc hội, các đại biểu nghe trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.754.000 tỷ đồng, tăng hơn 133.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với dự toán, tiết kiệm được 83.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công góp phần khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án, công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Đặc biệt trong tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, các bộ ngành đã giảm được 17 tổng cục và tương đương, giảm 10 cục và 144 vụ ban thuộc tổng cục và thuộc bộ, giảm 108 phòng trong vụ ban thuộc bộ ngành, giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách đánh giá công tác quản lý sử dụng tài sản công cơ bản chặt chẽ, tiết kiệm được thực hiện một cách chủ động. Tuy nhiên, công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chậm, còn tình trạng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng tại một số địa phương để hoang hóa lãng phí. Bên cạnh đó, công tác tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm. Do đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề xuất Chính phủ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư, đẩy mạnh công tác sắp xếp lại cơ sở, nhà đất, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tài sản công, lao động. Chính phủ cần quản lý chặt chẽ, có phương án xử lý tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công cộng tại một số địa phương. Chiều nay, Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ. Tôi xin kính mời đồng chí Bộ trưởng Về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí sự cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân, tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này, đồng thời khắc phục những bất cập hạn chế vướng mắc trong quá trình thi hành, áp dụng luật thời gian qua. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ nhằm thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thời gian gần đây về xây dựng lực lượng công an nhân dân, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về nội dung xây dựng lực lượng công an nhân dân, nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ nhằm tiếp tục cụ thể hóa quy định của hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, khắc phục những bất cập hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác cảnh vệ thời gian qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới, góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động và hành vi yếu tố khác xâm hại đến sự an toàn tuyệt đối của cảnh vệ. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử đối với 17 bị cáo liên quan đến vụ án khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit với giá trị là hơn 610 tỷ đồng xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai từ năm 2012 đến năm 2015. Theo cáo trạng, 17 bị can bị truy tố về các tội rửa tiền, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng nêu rõ Nguyễn Mạnh Thừa là người trực tiếp chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. 7 bị cáo từng là lãnh đạo cán bộ sở ngành tỉnh Lào Cai bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thưa quý vị, các chuyên gia đại diện các vườn quốc gia đánh giá về việc chuyển từ kiểm lâm sang lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ bởi những cơ chế đãi ngộ, chính sách, quyền hạn hạn chế. Từ năm 2020 đến năm 2022, đã có 740 viên chức kiểm lâm và 1.400 bảo vệ rừng chuyên trách xin nghỉ việc, bỏ việc. Kính thưa
Sau khi hạt kiểm lâm thuộc Ban Quản lý rừng giải thể để chuyển sang lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn do thẩm quyền bị hạn chế, không được trang bị vũ khí, không được trang bị đồng phục kiểm lâm, không còn được hưởng chế độ thâm niên nghề, ưu đãi nghề, thu nhập của người lao động sụt giảm nhiều. Cái công tác tuần tra bảo vệ rừng là gặp rất nhiều khó khăn. Do không có vũ khí cho nên là tuần tra đêm là khó có thể thực hiện được. Trong khi là các đối tượng săn bắt là họ đều sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ lớn hết, họ sẵn sàng chống lại cái lực lượng bảo vệ rừng. Trước những khó khăn trên, lực lượng kiểm lâm đang ngày giảm dần. Từ năm 2020 đến 2022 đã có 740 viên chức kiểm lâm và 1.400 bảo vệ rừng chuyên trách xin nghỉ việc. Khi mà chuyển từ chi cục về thì ghi rõ là chuyển nguyên trạng 43 cái công chức này về cho vườn. Tuy nhiên thì đến nay sau khi cứ sắp xếp đi sắp xếp lại thì không còn công chức, thì hiện nay là chuyển đi hết còn 27 người. Sau hơn 5 năm thực hiện nghị định số 01/2019 đã bộc lộ ra một số hạn chế bất cập cần sửa đổi bổ sung để góp phần kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, làm rõ chức năng nhiệm vụ của các ngành các cấp từ trung ương tới cơ sở về lâm nghiệp, xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó thì có 5 loại hồ sơ được miễn phí khi làm thủ tục. Tại kỳ họp thứ 15 vừa diễn ra, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã phê duyệt tờ trình về quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Theo đó, 5 loại hồ sơ sẽ được miễn phí khi làm thủ tục trực tuyến gồm lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp lệ phí. Năm 2024 là năm thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị, sau 4 ngày diễn ra, tối qua ngày 19 tháng 5, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 đã chính thức bế mạc. Lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách với nhiều hoạt động đặc sắc, đậm nét văn hóa của xứ sở Sen Hồng, Đồng Tháp. Sự kiện có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với 28 hoạt động. Trong đó nổi bật như các lễ hội về sen, không gian trưng bày sen quốc tế, dòng sông sen, hội thi ẩm thực các món ăn được chế biến từ sen, phố ẩm thực sen, lễ hội Carnival sen và chương trình nghệ thuật giai điệu tuổi trẻ đất sen hồng. Các đại cảnh, tiểu cảnh của lễ hội là không gian đặc sắc về sen cùng với các hoạt động hấp dẫn như thực hiện bản đồ từ sen lớn nhất Việt Nam, diễu hành áo dài sen với sự tham gia của 5.500 phụ nữ Đồng Tháp. Lễ hội lần này đã thu hút hơn 200.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu các hoạt động ước đạt hơn 99 tỷ đồng. Lễ hội sen năm nay không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa về sen mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, giao lưu của các doanh nghiệp trong ngoài nước và những người làm kinh tế về sen.